Chỗ các bạn đã có măng tươi chưa? Mùa này với măng là ngon nhất, trắng mẩy và giòn ngọt. Một hũ măng chua ngọt luôn sẵn sàng trong tủ lạnh là nguyên liệu hoàn hảo để nấu canh cá, lẩu măng chua hay ăn cùng mì tôm và bún miến. Cùng làm với Giang nhá! Để làm món măng ngâm mắc mật này ngon, khâu chọn măng cực kỳ quan trọng. Các bạn nên chọn những củ măng tươi mới hái, mập, không bị héo úa hay thâm đen, chưa qua ngâm nước hay hóa chất để đảm bảo sức khỏe và khi măng ngâm sẽ giòn và ngon hơn. Theo chị em thì loại măng nào ngâm sẽ ngon nhất? Măng sau khi thái mỏng, Giang sẽ cho vào một cái âu lớn, thêm muối và đổ ngập nước. Giang sẽ ngâm măng trong khoảng 4 tiếng để loại bỏ độc tố và làm cho măng thêm giòn. Rửa qua một lần cho sạch nhựa và nhớt của măng. Tiếp theo, Giang vẫn sử dụng muối và nước rồi trụng trong khoảng 2 đến 3 phút chứ không luộc măng. Như vậy sẽ giúp măng vẫn giữ được độ giòn, vị tươi thơm của măng mà không hề bị nhũn. Bước trần măng này sẽ giúp măng ngâm được lâu hơn, không bị váng và hỏng. Vớt măng ra và để thật ráo. Cả nhà nhớ phải để thật ráo thì mình mới cho ớt, tỏi xay nhỏ, đường, muối hạt và tương ớt vào ướp cùng măng nha cả nhà. Đây là tương ớt do công ty nhà Giang sản xuất bằng phương pháp lên men tự nhiên và không có chất bảo quản. Nếu chị em mua được tương ớt Mường Khương là tốt nhất, nhưng không có thì có thể sử dụng tương ớt nhà Giang để ra được vị măng muối chua ngọt, thơm ngon và trọn vị. Mình sẽ để ngấm gia vị trong khoảng 30 phút. Trong lúc đợi ngấm gia vị, Giang sẽ đi nấu nước ngâm măng, đường cát trắng, muối biển hạt to, giấm gạo và nước. Định lượng thì Giang đã để ở trên màn hình, chị em ghi chép lại để làm nhá. Đun sôi và khuấy cho tan các nguyên liệu, sau đó nhấc ra để nguội hoàn toàn trước khi cho vào ngâm cùng măng. Cho măng vào các hũ theo cân nặng mà các chị em mong muốn, sau đó rót nước ngâm tới khi ngập mặt. Thêm 2-3 quả ớt tươi, một vài quả mắc mật để trang trí nữa là có ngay những hũ măng muối cực kỳ hấp dẫn. Sau khoảng 2-3 ngày là có thể sử dụng được. Chị em lưu ý là khi ngâm măng đã đạt độ chua thì mình sẽ cần bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để măng không bị quá chua nhá. Với món đơn giản này mà có chị làm công thức măng chua ngọt đã bán ngày cả 100 hộp, giải quyết công việc cho gia đình ở vùng có nhiều măng. Chỉ cần chăm chỉ là có thể kiếm tiền đúng không chị em? Học nấu ăn cùng Cao Giang, công thức chuẩn tướng Ram, nấu là ngon.